Chào tất cả mọi người nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ giải thắc mắc của anh em là những con chim mà anh em thả vào và nó bị đánh nhau rồi mình sẽ làm như thế nào. Thì mọi người cũng nhớ cặp trà lửa hôm bữa mình thả vô á, là mình không có cho kè chim trước hay là bất cứ thứ gì hết mà mình thả vô luôn. Thì hôm nay mình sẽ cho mọi người xem ha, là làm như thế nào. Thì hôm qua mình có quan sát mình thấy á, là con trống ở dưới con máy quá. Thì bữa mọi người cũng thấy là cái AV của mình á, là mình không che ha, thì giờ mình che lại nè. Với lại cái nữa mọi người thấy không, cây trong này giờ rất là nhiều ha. Với lại mà mình có thêm một cái nhãn vô đây nữa nè mọi người, một cái phần gốc nhãn này nè. Đó, qua đây mình quay cho mọi người thấy đó. Mình che như vậy nhằm mục đích á là để cho con trống nó có dí đánh con máy á, thì nó sẽ có những cái nhánh cây như thế này nè mọi người, xin nó sẽ đậu nó nấp được đó, và đồ ăn mình giải luôn dưới đất à. Ở trong này đâu có sợ nó bò ra đâu, rồi nó nhảy lên thì chim sẽ ăn thôi. Do con trống nó căng quá rồi, và những cái nhánh cây cái gốc đó, cây đó là mình lấy bằng cây nhãn mọi người. Thì cây nhãn con mình á là mọi người cũng biết rồi, nó rất là dai, khi mà lá nó khô rồi á nó vẫn không có rụng mọi người. Từ khi nào mình có tác động lên nó, mình bứt nó hay mình bẻ nó thì nó mới rụng thôi, do cái cuốn của nó dính trên cái nhánh cây nó rất là lâu khô. Nói chung là nó mình không biết, do nó khó rụng, có thể là anh em dùng cả cái trường cũng được nữa đó. Bây giờ thì nó nằm ở bên kia núp, thì con trống đâu kiếm được ra nó đâu. Thì ở khoảng thời gian như vậy cứ an xuống dí xuống mà hiện máy có cho núp thì nó sẽ yên ổn, mà nó không có dẫn đến tình trạng là đánh đến nỗi mà tày da tóc dãy đâu mọi người. Mọi người thấy con trống mình đẹp không? Do ca vì bên kia mọi người thì cũng có cặp bên đó, mình cũng phải che lại luôn mọi người. Chứ nó thấy mặt như vậy là thế nào khi mình đã nở con ra nó tém con nó hết rồi mọi người, cho nên là phải che là hết. Thì rơm mình cũng đã thả vô luôn rồi, nước thì tí khai luôn rồi đó mọi người, thấy không, đã gấp sầu nó quăng tá lỡ sàn hồng. Chỗ này chỉ có tầm vòng khoảng tầm vòng một tuần nữa là con trống với con máy nó sẽ quen nhau mọi người, không có cần phải lâu đâu. Thả như này rất là nhanh. Mình nói chung là nếu mà anh em mà cứ cây ví dụ nhãn không có thì anh em có thể là dùng những cái cây khác có tán lá bự bự cũng xíu cũng được, mà nhánh nhiều nhiều vậy mình chèn vô thì chịu khó đợi trong vòng tuần hai tuần thì nó sẽ còn nguyên. Còn thường thì mình thấy cây mà để nó mình bớt như này mà để nó héo lại mà nó rụng á thì chắc cũng khoảng 2 tuần. Thì anh em cứ nhét đại vô, có thể là anh em dùng những cây bụi cây cỏ mà đường cũng được vậy, nhánh chà chà anh em mới nhét vô. Thì con trống nó càng là dí con máy, mà khi mà nó để cho nó có tìm chỗ núp. Với lại những cây vậy cản trở cái việc bay của nó luôn rồi, cho nên là nó cũng rất là đỡ cho cái chuyện mà hình đánh chim chết nhau. Thì không phải riêng lửa đâu, tất cả dòng khác thả vô nó có thể là đều đánh nhau. Thì lý do vì sao mình nói mọi người, mình ghép khác với những anh em khác lại khác chỗ vậy, là mình không bao giờ mình kiểu thích cái kiểu mà kẹp chim tầng hai tầng rồi thả vô ra, mình thả luôn cùng một lúc như thế này. Mọi người cũng xem thấy là tất cả video mình đều là bỏ những cái chánh trà có lá vô. Mình chỉ hơn con máy nó núp ở đâu mình vẫn không thấy. Mình nghe là tối thì mà thấy nó ngủ ở trong cái nhánh lá rồi, hiện giờ thì chắc nó ở trong đó rồi. Thank you.
con máy rồi mình quay cho mình xem nó đất như thế nào. Bây giờ vô đây nó nằm sẽ không có ai thấy được nó đâu. Thì miếng sau mình nó bự như thế này với lại đợi sát cái lùm nó là mọi người ha. Là nó xuống ăn trong kia là dễ. Thì mỗi con ăn thì không một góc. Đây mình thấy nó núp trong nhánh trà này. Nhưng mà không có quay được. Mình chỉ thấy cái đuôi nó thôi. Không quay được mọi người. Nó nằm ở trà dữ nữa. Không thấy à. Đó nếu mọi người nhìn tôi tí là mọi người sẽ thấy cái đuôi không. Vì cái lá nó sẽ nằm cái đuôi màu đen nó nằm dài dài lên đó. Đó. Thôi chắc mình cũng sẽ kết thúc video tại đây ha mọi người. Là bài tất mọi người nha. Thì mình trả lời câu hỏi anh em và giải đáp thắc mắc anh em như vậy. Thì anh em cứ không tin thì cứ làm thử. Anh em làm thử thì anh em sẽ biết là nó có hiệu quả hay không ha. Chứ để nói mình thì nói anh em không tin. Không có góc nào quay để cho anh em thấy được. Tiếng cười. Nó bị mắc kẹt mấy cây mình đóng rồi. Cây qua lớp mình đóng nó bự quá. Không quay được. Anh em tắm đỡ luôn rồi. Bên dưới nó ăn còn hay không? Còn dưới. Dưới mình bỏ rồi. Nếu như anh nào cục điện thì tiện lắm nha, anh em bỏ dế bỏ gì nữa, nó cũng hò ra đâu. Thôi, mình kết thúc video nha.